Tòa nhà vàng vàng của cô Nguyệt, cái này cô Nguyệt Sun Plaza nè. Ngày qua cũng bị trang ngày hôm nay à. Sabah Tourist. Con rồng Happy New Year nè. Đúng sương mù vậy à, nhìn mới hấp dẫn chứ. Thành phố sương mù. Thành phố sương mù. Người lưa thưa chìm dưới sương mù. Đây nhà thờ đá. Không thấy nhà thờ đá luôn. Đây nhà thờ đá. Đường này vô khu hầm rồng nè. Đó. Cái chỗ qua mình massage bên đây bên trái nè. Ai ghé không? Nữa. Chú Sáu. Chú Sáu đi tiệc ạ. Lạnh. Nói chuyện hả hồng gió vô lạnh. Ở đây sao xe nào cũng biển số 24 không không ta? Lạ quá hả? Ừ. Này biển số 24 không phải 29. Nhìn 24 quá trời. Từ Hà Nội đi Sa Pa là giống hơn chứ. Đi qua Phan Thiết này, chắc là đến Phan Giang à? Đó, từ Sài Gòn đi Hà Nội cũng 300. Ở Sài Gòn đi Đà Lạt. Thì từ Hà Nội lên Sa Pa thì bằng từ Sài Gòn đi Phan Giang. Vậy là phải năm sau đi rồi. Quang ơi, vậy năm sau là phải đi gì Hà Nội bay đến Tràng An Ninh Bình xong rồi quay lên Tam Chúc. Rồi Tam Chúc. Rồi cái gì nữa? Thủy điện Hòa Bình, Mai Châu, Mộc Châu, Điện Biên, Cực Tây. Đó. Cô Nguyệt rồi, vậy là phải đi, phải ra bắt lần nữa cô Nguyệt ơi.